Là có cởi đồ ra không hay là mặc chồng vô? Tùy các bạn. Thôi em muốn cởi đồ mới vui. 3 2 1. Một, bắt đầu. 3 2 1. Bắt đầu. Bắt đầu. Mang cho cặp đôi này vài cái lá ngón. Hiện tại Lê Dương Lâm đã được 6 múi rồi. Thấy chưa? Đó. Múi nha quý vị ơi, sắp tới là cuộc hình chấn động nha. Lên 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 lên. Cái gì trên lầu này biết lên, trên lên. Lầu hả? À, gì vui không? Nhiều quần áo gì tùm lum đây. Rồi. Trời ơi, bộ này đưa cho Lê Dương Lâm là đúng bài luôn. Thôi, làm gì giờ làm gì anh? Ai biết. Chúng ta sẽ có một trò chơi để chọn chỗ ngủ dành cho các thành viên nam. Trò chơi có tên gọi là thay đồ trong bóng tối. Từng cặp sẽ đấu với nhau. Khi đèn tắt trong 30 giây, các bạn phải thay đồ và mặc vào bộ trang phục mông. 30 giây mà không mặc gì hết là mới. Dạ. Vậy là công tràn hình. Là có cởi đồ ra không hay là mặc chồng vô? Tùy các bạn. Thôi em muốn cởi đồ mới vui. Thôi em muốn cởi đồ mới vui. Em làm kịp, ý là em sẽ làm kịp. Lưu ý là trong bóng tối vẫn có camera. Đó, có camera ghi hình chứ. Hai thành viên nữ sẽ là giám khảo để chọn ra người chiến thắng trong mỗi cặp đấu. Ba người chiến thắng sẽ được ngủ trong nhà. Ba người thua cuộc sẽ phải ngủ ngoài trời. 30 giây bắt đầu. Ê, 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 không thấy gì hết vậy? Ai, ai đạp trên tôi vậy? Hãy dùng tôi mất hồn rồi. Trời ơi, cái gì? À, đụng đến tôi, ai vậy? À. Hết giờ. Wow. Đóng thùng luôn. Nói gì nữa, đóng thùng luôn. Wow. Hay nha. Ba mươi giây bắt đầu. Bắt đèn đi. Ủa này sao em tính vậy? Hả? Không không quên đi. Nghe hả? Xé hết rồi, ngày sao trời ồn ào dữ vậy? Sao lẳng cảm ha? Sao lần này, sao lần này có tiếng kim loại kêu? Ừ, thì một cái móc đó. Cái móc đó. Xé đồ ra hay sao? Cái móc nó bán vô cái chỗ gì nó kêu cái giờ vậy? Ủa? 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 Cái gì vậy? Cái tiếng gì vậy? Có cái quần vỗ mông rồi. Ai đang của ai vậy? Ai dạ, ai dựa, đánh gì vậy? Ai dạ, ai dựa, đánh gì vậy? Bật đèn. Wow. Wow. Hay quá. Ủa? Ủa áo này lạ vậy? Ủa áo này lạ vậy? Áo này không có nút. Mặc người hả? Quay phía sau làm. Quay phía sau làm. Ủa? Ủa sao cài được vậy? Dạ. Sao cài được? Anh nó chồng được luôn. Chồng được luôn. Hay vậy. Wow. À. Quan trọng là có biểu diễn nha. Quan trọng là có biểu diễn đó. Còn ai nữa? Còn thế thôi đó. Thế thôi đó. Lượt thi thứ 3 của Dương Lâm và Trường Giang. 3 2 một. Một. Bắt đầu. Bắt đầu. Trời ơi. Trời ơi. Hết 30 giây. Ok. Bật đèn. Ok. Hay quá trời, hay luôn. Trời ơi. Ai 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 tui nó chạy đưng 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 vậy á. Ghê quá vậy. Đưng đưng anh kêu quần ngoài chạy đưng đưng đưng. Anh làm đó. Đi ngoài để tập trung. Thấy hả? Ai có cái gì hóng lộn ai có quần không trời. Sao? Cô mệt quá. Cô mệt quá. Nè, sao nhanh vậy? Sao nhanh vậy? Sao nhanh vậy? Tụi em bị nhanh quá.
Ê, cười mệt quá à. Hai người làm bộ này đó. Nhìn như là còn đồng hồ tình. Anh chưa mặc thì anh tôi cho em thử một lần nữa đi anh. Được. Thay lại một lần nữa được không? Ê, tôi mặc đúng là tại vì chậm thôi nha. Đúng, em có bị chậm cho nên đợi. Lấy xé nát đi. Hai giám khảo có đồng ý cho đội này thi lại không? Ok, hai người ngủ ngoài. Ủa giờ là anh vô đâu? Bắt đầu là phải cởi quần ra cái mặt lại. Bộ này. Lại á. 3 2 1 bắt đầu. Bắt đầu. Bật đèn. Cái cuộc tình dụng trộm đó. Này. Sao ông đi với nhỏ này? Bây giờ ông nha, ông đang làm mà. Mà quý cứ kéo phải giữ đây kéo lên thì không có thời gian mặc đồ. Mang cho cặp đôi này vài cái lá ngón. Tại sao vậy? Nhưng cuộc tình sao vậy? Tại sao vậy? Nhưng cuộc tại sao vậy? Nhưng cuộc tình dựng dọn. Trời ơi. Gia đình mình nên coi. Bây giờ mặc ra. Kết quả rõ ràng rồi. Mình bị đưa đầu kia chúng ta. Tay này nè, tay những cái quần hoài không à, không giữ đâu. Kết quả rõ ràng là anh Giang ngủ sướng rồi, em ngủ khổ tên rồi. Sao vậy? À, em sai được à. Đúng rồi. À, đúng rồi. Rồi anh Giang mặc đúng rồi. Thôi, nhưng mà anh mặc đồ nam. Anh mặc đồ sai rồi. Thôi trận này biểu quyết chung. Rồi. Vót nha. Vót. Rồi ai vót cho anh Trường Giang. Anh ngủ sướng đi. Đúng rồi, vậy là anh là vậy đó. Anh Giang ngủ sướng đi. Cái tôi lỗ lá ngón được rồi. Chết tôi rồi vừa rồi. Anh em mà vậy đó. Không, tại anh em đó là muốn muốn xâm hợp. Xâm hợp. Vì lá ngón dạ đúng rồi. 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 Quá vậy chứ. Thôi không thương yêu. Vậy tao giờ đi ngủ không ạ? Ngủ. Ngủ. Mệt quá. Ba người ngủ trong nhà sẽ là Kiều Minh Tuấn, Chris Phan và Trường Giang. Khi mà mình vỗ vai là đừng dây nha. Chưa chưa. Vật vật lại, vật lại. Được. Tiếp tục. Khổ mũ của đàn tinh đó. Lên. Thank you.
Tiếp tục, tiếp tục. Đội 2 ngày 1 đêm đã có tỷ số đầu tiên 2-1. Chọn ai? Chọn ổn mà, chọn ổn, ổn nhất không? Chọn ổn nhất. Mệt nha. Không được đi mệt nữa.
vật chứ không phải bỏ vật. Đây là bên hồi vật bỏ chứ không phải là đánh bốc. Chiến thắng tỷ số là 2-2. Thấy chưa? Wow. Rồi. Vì sao mà nhìn vào body? Tất cả quý vị khán giả xem đài là hiện tại Lê Dương Lâm đã được 6 múi rồi. Wow. Không tin. Vậy bây giờ nè, Lâm em miết cái áo vô trong cái thành bụng. Thấy chưa? Rồi. Vì sao lại tập cho thon gọn như thế này để làm gì? Dạ tại vì là 11 tháng 7 là ngày sinh nhật của em sẽ ra sản phẩm đầu tay của em. Em mong mọi người ủng hộ cho em ạ. Khoan, bây giờ hỏi nè, ủa từ trước giờ mình chưa có sản phẩm riêng hả? Dạ, 5 năm trời cuộc đời em toàn đi quay game không. Em chờ đợi một cái lời mời mà để mời em vào cái vai, nhưng mà cuối cùng không em ơi. Tự làm luôn. Chính vì vậy em tự bỏ tiền, tự bỏ công, bỏ sức, em tự đẩy em lên luôn. Rồi wow. Bây giờ mình nói sơ lược về sản phẩm này, đó là sản phẩm web drama hay là series hài hay là MV ca nhạc? Dạ, đây chính là sản phẩm web drama của em. Và người yêu của em đóng là Buka. Với vàng à, khách mời hỗ trợ Quỳnh Lập có nè, BB có nè. Và nói chung là mong mọi người ủng hộ cho em. Xin chào mọi người. Thì sắp tới Lâm sẽ có một bộ ảnh rất là gọi là đẹp đẽ đó. Trời ơi, chưa bao giờ thấy uống nước ngon như bây giờ. Đã 3 ngày nhịn khát rồi để mà gọi là quay cái body đó. Hồi nãy em thấy body anh sao mắc cúp? Quá là ngon anh. Quá là ngon đúng không gì? Trời ơi, em tưởng tượng em đi đang ở đâu? Em ở trong một cái thế giới dương sầu riêng. Cái muối này con này thì không chụp miếng được con nhỏ này. Không, em đang không biết nói gì luôn. Vậy hả? Tại vì em cảm thấy hồi hộp quá. Sắp xỉu rồi. Đáng lẽ là ngày hôm nay là về sớm đúng không? Nhưng mà nhờ bà làm tóc ha tới trễ. Bóc phốt. Đáng lẽ về sớm cũng nhờ mua chai baby oil mà tới bây giờ 12 giờ đêm cũng chưa được về đó. Đó trời, đứa này thiệt rồi. Tự nhiên là một shot cuối là ok. Trời ơi, tối về ăn rồi đã. Trời ơi. Vậy là anh chờ có giây phút này thôi. Giây phút này thôi, vụ nước là ok nè, quá ngon luôn. Nhiều khi những cái đơn giản bình thường đó mà gọi là mình ao ước á. Hồi nãy anh kể sao đi ngang quán lẩu sao, kể nghe lại nghe coi. Đi ngang quán lẩu mà thấy người ta ăn lẩu mà còn cái nước. Trời là ơi. Anh chạy ngang là anh húp liền. Húp lẩu liền hả? Nó thèm đến nỗi vậy á, là 1-2 tháng trời là ăn cái ăn ức gà với lại khoai lang không, đâu có được ăn cái gì đâu. Mà bữa đi coi phim, xong rồi đi coi phim mà đi ngang cái lẩu đó, trời ơi, mà trong kiến nhìn vô á
mấy đứa kia nó vô nó ngồi nó ăn mà còn nửa cái lẩu mà nước lẩu, trời ơi thèm á, thèm nước lẩu dương ta á, trời ơi thấy tội nghiệp không, phải chi khổ cực rồi nghèo đói rồi nhìn không nói, đi làm có tiền mà sao khổ dữ vậy, xong rồi nhìn cái lén bữa nào không ai chạy vô bưng là lẩu húp rồi đó, trời đất ơi nói trời làm gì rồi, muối em này ngon lắm nha, muối nha quý vị ơi, sắp tới là cuộc hình chấn động nha, muối một bụng muối không hề vẽ đồ thêm, em không có vẽ nữa, không hề vẽ đồ thêm nha. Hello mọi người, lại là anh Dương Lâm Đồng Nai đây. Mọi người ơi, mọi người nhớ subscribe kênh YouTube của Lâm nha. Bởi vì kênh YouTube của Lâm có rất là nhiều clip hài hước vui nhộn cười bể cái bụng bầu. Còn chần chờ gì nữa, subscribe kênh YouTube của Lâm. I love you mọi người, cảm ơn mọi người. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã chinh phục ước mơ đời mình. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã cho đời càng thêm sướng vui. Muốn sướng muốn vui hãy subscribe kênh YouTube của Lâm. Yeah.